Tập 6. Đại sư bá, sao lại đổi địa điểm đột ngột vậy? Ta không muốn người khác cản chân cản tay ta. Không gặp mấy ngày, người tiến bộ khá đó. Đại sư bá, chúng ta mới bắt đầu mà sư bá đoán được năng lực đúng là lợi hại thật. Muốn thử công phu không? Kẻ tám lạng người nửa cân, chúng ta cũng ngang sức thôi. Nam quyền bắt cước, mỗi thứ có điểm mạnh riêng. Nói chung quy lại, quyền nào có thể đánh bại được thì đó đều là quyền hay. Giỏi lắm tiểu tử. Sau khi chết ngươi muốn được chôn ở đâu? Biển rộng vô biên, trời là bờ, núi cao chót vót, ta là đỉnh. Chôn ở đâu thì có quan trọng gì? Cuối cùng cũng ra bí tông quyền rồi. Cha, mau cản họ lại đi. Nếu còn đánh tiếp, Nguyên Giáp sẽ chết mất. Không ai được can nhận. Cha hả? Có nhận thua chưa? Xem ra ngươi đã học được hết bí tông quyền rồi. Mau, hãy ra hết ba chiêu cuối cùng đi. Cha, đấu võ có nguyên tắc của đấu võ. Trước khi có một bên nhận thua thì người khác không được nhúng tay vào. Xuất luôn ba chiêu cuối cùng đi. Nếu đại sư bá đã ép ta, ta đành xuất ba chiêu cuối cùng. Chỉ công mà không thủ, kết thúc đi. Sư phụ, Nguyên Giáp, Nguyên Giáp, Nguyên Giáp, Nguyên Giáp, sư phụ. Nguyên Giáp, con có sao không? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, người ổn không? Được chăng? Ta đã thấy ba chiêu cuối cùng, con không phải trả thù cho ta đâu. Sư phụ, sư phụ, sư phụ ngủ một chút thôi có đúng không? Sư phụ buồn ngủ rồi có đúng không? Đại sư bá, con không khống chế được bản thân. Sư phụ, chúng ta đi nướng cá đi. Con sẽ bắt cho sư phụ mấy con thỏ rừng về ăn có được không? Quắc Nguyên Giáp, hy vọng huynh sống lâu trăm tuổi.
Nguyên Giáp. Nguyên Giáp, Quỳnh có sao không? Dân tỷ à, Dân tỷ, ta đã hứa với tỷ, lúc trở về sẽ mua cho tỷ đôi giày thêu hoa. Cảm ơn Quỳnh, Nguyên Giáp. Dân tỷ, Nguyên Giáp đã trở về rồi, đừng buồn nữa nha. Nguyên Giáp, ta và Dân tỷ đã chờ ở đây lâu lắm rồi đó. Về nhà rồi nói, đang ở ngoài mà nói nhiều quá vậy. Nguyên Giáp, Quỳnh có sao không? Có bị thương nặng lắm không? Ta đã chuẩn bị rất nhiều món mà Quỳnh thích ăn. Để ta đi chuẩn bị nước cho Quỳnh tắm. Tắm xong sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng tỷ, tỷ đã vất vả rồi, đã làm tỷ lo lắng rồi. Không sao, đó là việc nên làm. Ê, Nguyên Giáp, mau kể ta nghe đi. Làm sao đánh bại được lão già cục tay đó vậy? Nè, lúc đó đệ không thấy đâu. Đánh tới khúc cuối, lão già đó như phát điên lên đánh loạn xạ hết. Nè, nếu không phải Nguyên Giáp tung ra chiêu dứt điểm thì đã toi từ lâu rồi. Thiệt hả? Nguyên Giáp, để lợi hại thật nha. Sau này vô địch thiên hạ rồi. Đúng 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 vậy, thiên hạ vô địch. Nè, Nguyên Giáp, chiêu cuối cùng của đệ là gì? Hình như là quắc giao quyền của chúng ta đúng không? Ca ca, Quỳnh đừng nói nữa. Ta đánh chết đại sư bá của ta để đổi lại cái danh vô địch thiên hạ này. Nếu sư bá có thể sống lại, ta thà không cần nó. Suy cho cùng, Nguyên Giáp vẫn còn có tình người. Trình Thiên Tiêu là đại sư bá của các con. Cái gì mà lão này lão nọ chứ? Cha, con nhớ rồi. Huống hồ bây giờ ông ấy đã mất rồi, chúng ta phải tôn trọng ông ấy. Nguyên Võ. Dạ. Nguyên Giáp, nhớ rõ, người mạnh có kẻ mạnh hơn. Đạo lý này các con có hiểu chưa? Võ học Trung Hoa quảng đại quyền thâm, anh hùng võ lâm lúc nào cũng có. Các con cố gắng cả đời cũng chưa chắc đã bằng họ. Cái gì mà võ công cái thế vô địch thiên hạ, toàn nói chuyện diễn dùng. Nguyên Giáp, con không học võ từ ta, ta không thể dạy con được. Sau này con phải dựa vào nỗ lực của bản thân mới có thể hiểu được sự tinh túy của võ thuật. Cha, con rõ rồi, con sẽ ghi nhớ lời cha dạy. Cha, ăn cơm thôi. Các con đi đi, ta không có tâm trạng ăn. Đi thôi, Nguyên Giáp. Nguyên Võ. Dạ cha. Giúp ta dựng linh vị cho đại sư bá. Tối nay ta và mẹ con sẽ túc trực ở đây. Dạ cha. Sao vậy? Đã không khỏe thì đừng tập võ nữa. Đi, cha qua ngồi nghỉ chút đi. Cha, đã không khỏe thì đừng tập nữa. Cẩn thận tập quá lại đổ bệnh đó. Ta bệnh thì cũng không có sao. Đánh thua Quắc gia, không lấy lại ngôi vị chính tông mới có chuyện lớn. Chuyện lớn gì ở đây? Cha đấu dòng ấy bao nhiêu năm rồi, bộ không thấy chán hả? Cha, cha nhất định phải phân định cao thấp với người nhà họ sao? Quắc gia làm gì khiến cha hận như vậy? Đúng vậy, người nhà họ Quắc đều là đám quân tử giả mạo. Miệng họ suốt ngày cứ nói Quắc Nguyên Giáp không biết võ công, nhưng mà con cũng thấy rồi đó, nó đánh bại cả đại sư bá. Hôm nay còn giết chết luôn ông ấy. Cha, mấy cái này cha biết hết rồi hả? Tỉnh Hải nhỏ như cái lỗ mũi, có chuyện gì mà giấu được cha chứ? Con nghĩ Nguyên Giáp không có ý giết đại sư bá đâu. Hey, sao lúc nào con cũng bênh vực người nhà họ vậy? Đại sư bá luôn chống đối Quắc gia, bọn họ làm sao mà không căm hận ông ta chứ? Quắc Nguyên Giáp giết chết đại sư bá khác gì khinh sư miệt tổ. Quắc Ân Đệ khoanh tay đứng nhìn không khác gì là đồng phạm. Quắc gia không có ai tốt hết. Di phụ, vết thương vừa khỏi không nên tức giận, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Ai chọc cho giận tới mức này vậy cha? Cha phải chú ý sức khỏe chứ. Ta giữ gìn sức khỏe có tác dụng gì khi mà đứa con gái rượu này cứ chọc ta tức chết. Thiên Nam, con đừng tưởng ta không biết chuyện con đi gặp Quắc Nguyên Giáp. Tại sao mụ lại đi gặp hắn nữa chứ?
Người ta đã có vợ rồi, hắn ta lừa muội thôi, muội biết không? Hả? Đúng đó, mau xin lỗi cha đi. Muội sai gì chứ? Muội sai chỗ nào? Quách Nguyên Giáp không phải loại người như mọi người nghĩ đâu. Một đứa con gái sắp lấy chồng, một đứa là trai đã có vợ, vậy mà cứ dính lấy nhau. Con thật sự đã bôi trò trát trấu cả nhà họ kiểu này rồi. À, chị phụ à, tính tình của biểu muội có hơi bướng, chỉ là chưa nghĩ thấu đáo thôi, người đừng mắng muội ấy. Con coi đi, hãy xin người ta hiểu chuyện chưa kìa. Sau này con không được đi gặp Quách Nguyên Giáp nữa, ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị kết hôn với biểu ca đi. Biểu muội nó. Nè Hải Sinh à, đừng để ý nó. Cho dù ai phản đối chuyện kết hôn này, nhưng ta thì nhất định phải tiến hành. Di phụ, biểu muội tính tình thẳng thắn, rất giống với người. Con rất thích tính cách này. Còn về chuyện kết hôn, con thấy hai bên phải có tình cảm. Vậy đi, hay là để con đi khuyên muội ấy nha. Chỉ cần con nha đầu ngốc này hiểu chuyện giống con một chút là tốt. Cha, cha phải chú ý sức khỏe chứ. Mộ phần tiên sư Trình Thiên Tiếu. Đây đây,
Dư đại nhân, xin phép mời ngài một ly. Không dám, không dám. À, cạn ly. Dư đại nhân, chuyện mở quán lần trước ta nói với ngài, không biết tới đâu rồi. Ây trời, nói thật với cậu là mấy cái thuốc phiện này bổn quan thấy không dễ làm được. Triều đình cũng vừa thích vừa ghét mấy món hàng này. Lúc trước thì nghiêm cấm, sau này nới lỏng, bây giờ lại cấm lại. Chỉ sợ Thượng Hải sẽ tạo nên làn sóng. Thượng Hải là thành phố lớn, những người máu mặt đều tụ họp ở đó, không giống với chỗ tỉnh lẻ này của chúng ta, toàn là mấy lão già cứng đầu cổ lỗ mà thôi. Dư đại nhân, ngài là mệnh quan triều đình, ta nghĩ chỉ cần ngài đích thân ra mặt, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lòng thiếu gia, tuy nói là ta là quan triều đình, nhưng ở cái nơi tỉnh Hải này có hai gia tộc Quách Triệu thế lực cũng rất mạnh. Nếu như họ không đồng ý làm, sợ là việc buôn bán cũng sẽ khó làm lắm. Dư đại nhân, ngân phiếu này ta lấy ra rồi, ông cũng đừng bắt ta phải cất vào chứ. Nếu lòng thiếu gia đã nói như vậy rồi, vậy thì bổn quan cũng xin phép cung kính nhận vậy. Dư đại nhân, xin ngài yên tâm, ta không để họ cản trở con đường phát tài của chúng ta. Đây đây, uống một ly. Nào, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Quảng Hải Lâu. Sư gia. Tiểu gia, chuẩn bị cho ta ít quà, tới Quách gia một chuyến. Tiểu gia, hai nhà Quách Triệu không đội trời chung, chúng ta tới đó. Thế lực của hai nhà Quách Triệu ở tỉnh Hải rất mạnh, nếu lôi kéo Triệu gia thôi thì không đủ đâu. Khi nãy vừa nghe, phải đi quà giải hai nhà Quách Triệu thôi, tên kia sợ tới nỗi không dám nhận tiền. Chê, có con cọp nào mà không ăn thịt người, cuối cùng hắn ta cũng nhận đó thôi. Đợi khi nào y quán của ta khai trương, ta bắt cả hai nhà Quách Triệu này cũng phải đến uống rượu chúc mừng để tạo tiếng danh. Thiếu gia đúng là người có chiến lược đó. Ông nhớ kỹ, Quách Ân Đệ tập võ từ nhỏ tinh thông y thuật, tặng quà cho ông ta nhất định phải lựa chọn thật kỹ, không được chọn tùy tiện đâu nha. Thiếu gia cậu yên tâm đi, tôi biết phải làm gì mà. Tốt. Ê, Hải Sinh, mới tới hả? Di phụ, đây là con chim hôm nay ta mới mua, con coi. Không tệ, không tệ, không tệ. Lông thì ống mượt, giọng thì thánh thoát. Rất đẹp. Di phụ à, hôm nay người sắc mặt rất tốt. Hai, cái thuốc đại bổ hoàng lần trước con đưa ta thật sự dùng rất tốt, tinh thần bây giờ của ta đã tốt hơn nhiều so với lúc bị thương. Đại bổ hoàng con mua ở đâu vậy? Di phụ, đại bổ hoàng đó là loại thuốc quý của Nhật Bản, có thể trị thương, không thì bồi dưỡng. Nếu nó giúp ích cho bệnh tình của người, hôm khác con lại mang tặng thêm. Vậy thì đã tạ. Đứng lại đó. Con tính đi đâu? Cha, con muốn ra ngoài đi dạo. Con lại muốn đi tìm Quách Nguyên Giáp nữa chứ gì? Ta nói không được đi rồi. Người ta nói ra ngoài đi dạo, chứ có nói tìm Quách Nguyên Giáp đâu. Quan quá đi, quan quá đi, quan quá đi. Ta không cần biết con tìm ai. Quan cho ta nói không được đi là không được đi. Quan quá đi. Di phụ à, nếu như người không an tâm, để con đi với biểu muội cho. Nếu như có con đi cùng thì ta an tâm rồi. Còn không đi thay quần áo cho lẹ, để con ra ngoài với biểu ca. Thank you.
Biểu ca, may mà có huynh. Nếu không có huynh, cha đã không cho ta ra ngoài rồi. Nè, lát nữa ta sẽ mời huynh ăn món ngon nhất ở tỉnh Hải này. Được, biểu muội, chỉ cần muội vui, ta tình nguyện mỗi ngày đều làm bia đỡ đạn cho muội. Được thôi, huynh không sợ đến lúc cha ta lại... Thiến Nam, à, biểu muội à, đây là bạn của muội hả? Sao không giới thiệu chút đi? À, huynh ấy là Quách Nguyên Giáp. Nguyên Giáp, đây chính là Long Hải Sinh biểu ca của ta. À, thì ra đây là Quách công tử võ công cao cường. Thất lễ, thất lễ. Không dám, không dám. Được quen biết với Long thiếu gia đây là vinh hạnh của ta. À, Quách công tử khiêm tốn rồi. Được quen biết với công tử, đó chính là mong ước của ta. Không ngờ hôm nay lại có duyên như vậy. À, vị này là... À, cô ấy... À, đây là vợ của Nguyên Giáp, huynh đừng hỏi lung tung. À, thì ra đây chính là tổ tổ. À, Quách công tử, ta rất thích làm quen với mấy người như Quách công tử, cùng nhau bàn chuyện thiên hạ, cùng trao đổi võ thuật. Hôm nay xin phép được mời mọi người uống rượu, có được không? À, được, được. À, thiếu gia có lòng, ta xin phép nhận vậy. Được, mời. Có rất nhiều nước nhờ thay đổi luật pháp mà dân giàu nước mạnh, cho nên giàu quá nghèo, thành công nhờ thay đổi. Đức Ý Nhật đều như vậy. Đại Thanh ta muốn dân giàu nước mạnh thì phải thay đổi luật pháp. Dân tỷ à, ta tự làm được rồi. Không có gì, hai người cứ nói đi, cứ để ta làm. Huynh đụng vào lại bẩn tay. Long công tử, huynh đang làm nghề gì? Ta đến tỉnh Hải. À, biểu ca, huynh ăn thử món này đi, đây là đặc sản của tỉnh Hải, thử đi. À, biểu muội, muội cũng ăn đi. Ừ. À, nào, Quách công tử, chúng ta uống rượu. À, cạn, cạn. Nào, cạn, cạn. Đây. À, nào, uống một ly đi. À, được, cạn ly. À, nương tử của huynh đối xử với huynh tốt thật. Nếu như ta lấy được người vợ hiền như vậy, ta sẽ không bao giờ ra ngoài hái hoa nữa. À, không biết là con hai người là trai hay gái. Mấy hôm nữa ta qua phủ để thăm, sẽ mang theo một món quà thật đặc biệt. Ờ, thật ra ta và dân tỷ vẫn chưa tổ chức đại lễ đâu. Huynh ăn đi, sao nói nhiều vậy? Mạo muội, mạo muội, mạo muội rồi. Ha, đây đây, ta xin tự phạt một ly. Cạn. Nhưng mà đợi khi nào hai người tổ chức đại lễ, ta sẽ đến tham dự. Tới lúc đó chúng ta không say không về. Hả? À, nào nào, mời mời, ăn đi, ăn đi. Được, được, được. Huynh là khách mà, ăn trước đi. Đây 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 đây. Xin mời. Quách công tử, hồi nãy huynh hỏi ta tới tỉnh Hải làm nghề gì? Đúng vậy. Thật ra ta muốn mở một y quán ở tỉnh Hải. Tuy không phải là việc gì to tát, nhưng mà hành y cứu thế cũng xem là làm việc chính đạo. Huynh rất có chí khí. Ta mời huynh một ly. Rất vui được làm quen với Long công tử. Kính huynh một ly. Đâu dám, đâu dám. Nào, xin mời. Ê, biểu muội, biểu muội, muội sao vậy? Huynh có biết Đoàn ở đó là nổi tiếng cực dở không? Còn nữa, cái món sườn kho của họ không biết nấu kiểu gì. Cái cục sườn kho đó vừa to vừa cứng như là một cục đá vậy. Còn nữa nha, thêm nhân viên phục vụ ở đó, miệng thì trề ra cả thước,
làm người ta không có tâm trạng để ăn. Biểu muội à, được rồi, đều là lỗi của ta. Ta thực sự không biết muội thích ăn món gì. Hôm khác ta nhất định tạ lỗi với muội ha. Không cần đâu, sau này huynh không cần theo ta ra ngoài nữa. Được thôi, dù sao di phụ cũng không cho muội ra ngoài. Sau này à, muội không cần phải nhìn thấy tên phục vụ môi trề cả thước nữa. Huynh đáng ghét. Ê, nói ta đáng ghét hả? Ta xin di phụ cho muội ra ngoài, muội còn nói ta đáng ghét. Vậy ta phải nói di phụ nhốt muội nữa. Được lắm. Ê, nhốt ta hả? Còn dám nói nữa. Triệu Gia Quyền đúng là lợi hại nha. Để xem còn dám nữa không. Bái phục. Về nhà thôi. Sâm đi. Lại là canh sâm sao? Đắng lắm, ta không muốn uống đâu. Ta quên mất, Quốc Tứ thiếu gia bây giờ là đại hiệp rồi, sau này không cần uống loại thuốc bổ này nữa. Dân tỷ à, ngay cả tỷ cũng chọc ta. Ta thấy đồ ăn ở quán hôm nay ngon quá, hay là lần sau chúng ta tới đó ăn được không? Được, tỷ thích là được rồi. Trước đây ta luôn cho rằng người của Triệu gia ai ai cũng hung dữ hết. Thật không ngờ Long công tử này lại rất hiểu lý lẽ. Long công tử đã từng đi du học, kiến thức nhiều hơn chúng ta. Chúng ta phải học hỏi từ người ta chứ. Đúng vậy. Nếu như hai người kết thân với nhau, có thể từ từ khiến cho quan hệ hai nhà Quốc Triệu tốt lên. Lão gia và phu nhân cũng có thể an hưởng tuổi già. À đúng rồi, mà hình như Long công tử có vẻ rất nghe lời tiếng nam cô nương. Nguyên Giáp, sau khi trở về hình như huynh có chuyện gì đúng không? Đều là tại ta không tốt, phận là phu nhân người ta mà lại không đọc sách, đáng lẽ không nên đi ăn với mọi người. Ta cũng không biết phải nói gì. Có phải đã làm huynh xấu hổ không? Dân tỷ, tỷ đừng nói như vậy mà. Ta chỉ là đang suy nghĩ về ân oán của hai nhà Quốc Triệu thôi. Đúng rồi, Triệu lão gia và lão gia nhà chúng ta không phải là huynh đệ sao? Nhưng sao hai người họ lại có ân oán như vậy? Đúng vậy, là ân oán đời trước, làm cho thế hệ sau của chúng ta không biết phải làm sao. Nguyên Giáp, ta nghĩ ân oán đời trước chắc sẽ có cách giải quyết thôi. Quỳnh cũng đừng lo lắng quá, đi nghỉ ngơi sớm đi. Được rồi. Nhưng tỷ à, sau này không cần nấu canh sâm cho ta nữa đâu. Được thôi. Nguyên Giáp, trước đây lúc sức khỏe Quỳnh không tốt, ta luôn chăm cho Quỳnh. Bây giờ võ công của Quỳnh giỏi rồi, ta thật sự lo là ngày nào đó Quỳnh không cần ta nữa. Nhưng tỷ à, tỷ không cần phải lo. Từ lâu ta đã quen ở bên cạnh tỷ rồi, cho dù võ công của ta giỏi hơn thì cũng vậy thôi. À phải rồi, khi nãy tỷ nói đồ ăn ở quán đó rất ngon phải không? Sau này chúng ta sẽ quay lại đó nha. Được được. Đúng rồi, canh sâm này là lão gia muốn Quỳnh uống. Hay là mai mốt ta thêm vào 2 muỗng đường được không? Được, nhưng cho thêm mật ong có được không? Ta muốn 2 muỗng. Vậy còn gì là canh sâm nữa, như vậy là uống mật ong rồi. Ta cũng tính vậy đó, ta ngủ trước đây. Thank you.
Dương Nhi. Nhị tẩu, có phải hôm nay muội ra ngoài với Nguyên Giáp không? Ta đi ngủ trước đây. Tới bây giờ mà vẫn còn ngại ngùng. Võ Quán Quách Thị. Long thiếu gia, Quách bá bá, ta là Long Hải Sinh, xin phép bái kiến bá bá. Đừng khách sáo, đứng dậy. Mời ngồi. Dạ, dâng trà. Quách bá bá, đáng lẽ ta nên tới thăm ông từ sớm, nhưng mà vì bận một số việc nên không thể tới được. Mong Quách bá bá đừng trách tội. Nào, ta có món quà nhỏ coi như chút thành ý, mong là Quách bá bá không chê. Cậu đến là được rồi, mang quà cáp làm gì? Đây là nhân sâm ngàn năm, bạch dược của dân Nam. Nào, đây là nhung hưu thượng hạng. Cầm ra đây. Thanh đao này tên là Tân Đình Hầu, là thanh đao thời Tam Quốc, được Trương Phi dùng trong truyền thuyết. Xin biếu tặng ông. Đào tốt, đào tốt. Hải Sinh à, cậu tới Tịnh Hải có việc gì? Từ nhỏ ta đã du học Nhật Bản, ở đó người ta dạy trẻ con như vậy: nếu tìm được cây táo nào có trái ngọt, muốn luôn được ăn táo ngon thì phải có được cây táo đó. Nếu muốn có được thì phải có sức khỏe tốt. Bây giờ người dân nước ta đang bị thuốc phiện đầu độc, ta muốn mở một y quán ở Tịnh Hải trị bệnh cứu người. Có hiểu biết. Nguyên Võ, Nguyên Anh, Nguyên Giáp, các con phải học tập theo Hải Sinh đi. Rõ chưa? Hải Sinh à, cậu tới nhà ta, Triệu sư đệ có nói gì không? À, ta cũng đã nói rõ với ông ấy rồi. Hơn nữa, ba bá và di phụ là huynh đệ đồng môn, về tình về nghĩa ta cũng nên tới thăm ông. Đúng vậy, đúng vậy. Cậu còn trẻ có học thức, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Quách ba bá còn phải nhờ ông chỉ dạy nhiều. À đúng rồi, Quách ba bá, mấy hôm nữa y quán của ta sẽ khai trương, ta muốn mời ông và ba vị sư huynh đến tham dự. Nhất định sẽ tới. Mời. Di phụ tìm con có việc gì? Hải Sinh, tuy con không phải là người của Triệu gia, nhưng mà con sắp lấy thiên nam, nên ta có vài việc muốn nói với con đó mà. Mong di phụ chỉ dạy. Có phải hôm nay con tới Quách gia không? Triệu gia và Quách gia, hai nhà không đội trời chung, sau này con hạn chế qua lại đi. Di phụ à, thật ra hôm nay con tới Quách gia còn có mục đích khác. Có mục đích khác sao? Chuyện tỷ võ của Quách Nguyên Giáp bây giờ ai cũng biết, làm cho thanh thế của Quách gia vượt xa Triệu gia. Con muốn giả bộ kết thân với họ để âm thầm giám sát hành động của họ, để lúc đó người nổi lên không phải là Quách gia bọn họ, mà chính là Triệu gia chúng ta. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, cái đạo lý này ta biết. Nhưng mà Triệu Thanh Hiển này không cần phải đi học lắm võ công nhà họ Quách. Triệu gia quyền danh tiếng lừng lẫy giang hồ, là chính tông của Bí Tông Quyền. Hơn nữa, người lại còn là nhất đại tông sư của võ lâm, tất nhiên không cần kẻ lén lút theo dõi như là con. Nhưng con không phải đi học lóm võ công nhà họ, mà là muốn xem họ có âm mưu quỷ kế gì không. Được, con nói vậy ta yên tâm rồi. Hải Sinh, lúc nào con cũng nghĩ cho Triệu gia, ta gửi gắm thiên nam cho con đúng là không sai. Cảm ơn di phụ. Di phụ à, y quán của con sắp sửa khai trương rồi, từ lúc đó mời người tới tham dự nha. Còn phải nói nữa. Uống trà. Dạ được. Người coi, hôm nay nóng nhiệt kia hả? Sau này còn phải nhờ các vị giúp đỡ cho nhiều.
Chúc mừng. Đẹp quá. Kính thưa bà con cô bác, hôm nay y quán của chúng tôi chính thức khai trương. Để đáp lại sự yêu mến của tất cả mọi người, chúng tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay, trong 3 ngày tới sẽ tặng miễn phí thuốc đại bổ hoàng mà chúng tôi nghiên cứu chế tạo cho tất cả mọi người. Mời mọi người theo chúng tôi đi qua bên kia nhận thuốc nha. Mọi người đừng chen lớn, đừng chen lớn mà. Nhìn lên, nhìn lên, xếp hàng cho gọn vào. Cho tôi nữa. Cho tôi một cái. Cho tôi một cái đi. Đây quá nữa. Ai cũng có phần hết, ai cũng có phần hết. Tiêu gia, nhìn xem. Cho ta nữa. Ê, Hải Sinh. Di phụ, người tới rồi. Chúc mừng biểu ca. Biểu ca, ta chúc y quán của huynh ổn định thuận lợi, người người kính ngưỡng. Có lời chúc từ mọi người và biểu muội, y quán nhất định sẽ giang danh bốn bể. Mời vào trong. Đi vào thôi. Mời. Xin mời. Quốc bá, người đến tham dự buổi khai trương thật là vinh hạnh quá. Sinh công tử khai trương, Quốc mỗ sao lại không tới? Nguyên giáp. Quốc bá, sao lại khách sáo vậy chứ? Dạ mời. Mời vào trong. Quốc bá, di phụ à, hôm nay là ngày khai trương y quán của con. Dù hai nhà có ân quán gì thì con nghĩ trong ngày vui như vậy cũng không nên gây khó xử, đúng không? Hôm nay con mạo muội làm người giảng hòa, hai người bắt tay nhau một cái được không? Nào. Di phụ à, Quốc bá, hai người đúng là thân thủ phi phàm, nhưng con không mong là bệnh nhân đầu tiên của y quán lại là một trong hai người đâu. Dĩ hòa dĩ quý. Hai vị đi, tối hôm nay con mời hai vị tới tụ tiên lầu uống rượu. Thiếu gia, giờ lành tới rồi. Được. Y quán tế thế. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Chúng ta làm gì vậy? Các người tránh ra cho ta.